Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK ngày hôm nay. Hôm nay mình vừa mới xử lý xong mới cặp lông mày sửa rất là đẹp, và cặp lông mày này thì rất là khó. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy lông mày cũ của bạn nhé. Đây ạ, đây lông mày cũ, các bạn nhìn thấy không ạ? Bạn đã làm mấy lần rồi, xanh đỏ rồi, thẫm rồi, dáng thì rất là cứng này, hai bên lệch này. Đúng không em? Đó, thế cho nên là với một cặp lông mày mà đã từng hỏng rất là nhiều lần như thế này thì mình muốn chia sẻ với các bạn sau khi mà thành quả làm xong. Em cho chị hỏi em tên là gì, đến từ đâu nhỉ? Em tên là Nguyễn Minh Thanh, đến từ Hà Nội ạ. Thanh ơi, lý do vì sao mà em lại biết đến DK và chọn DK để sửa cặp lông mày của mình? Em biết qua Facebook không? Em thấy nhiều người làm ở đây cũng rất là đẹp và tự nhiên. Ok em. Cho nên là em đã gửi gắm cặp lông mày sửa của mình đúng không? Thanh ơi, những cái lần trước mà em làm lông mày thì em thấy nó bị cái tình trạng như thế nào để mà em phải đi sửa? Trước em làm thì trông mặt nó không được tự nhiên, mà bây giờ em làm thì thấy tự nhiên hơn đấy. Đúng rồi. Mấy lần trước thì sau khi làm xong cái mực nó bị trổ xanh trổ đỏ nó đúng không em? Xong rồi dáng mỗi lần làm em đè, người ta lại cứ đè màu lên, cho nên là nó rất là nhiều màu. Chị nhìn thấy lông mày rất là nhiều màu. Và sau khi mà em hút lông mày tại DK ấy thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy đẹp hơn. Trong cái quá trình mà hút mực tại DK thì em cảm thấy như là có đau đớn hay bị cháy lông hay bị chảy máu như những bạn khác làm ở nhiều đơn vị khác review không? Dạ không ạ, em làm thấy nằm một lúc thì xong luôn. Thấy rất nhẹ, không có gì là đau ạ. Đúng rồi, em về nhà em vẫn trang điểm được bình thường đúng không? Đi chơi thoải mái đúng không? Cũng không bị sưng đúng không? Đấy là cái điều rất là khác biệt giữa công nghệ hút Ecomax và những cái công nghệ cũ. Rất nhiều bạn có inbox cho mình nói rằng là mình hút ở nơi này bị cháy lông, rồi mình hút nơi này bị sưng tấy, rồi bị chảy máu, mong chóc rất là vất vả, và có khi cả tháng trời thì mới hút lại được một lần. Như ở đây DK chỉ cần 5-7 hôm là em đã hút được lông mày mới rồi đúng không? Và ngày hôm nay thì sau khi mà trải nghiệm dịch vụ sửa hair shop tại DK ấy, thì em cảm nhận như thế nào? Đây là một cái ca lông mày mà chị đánh giá là khó bởi vì em không có lông. Đây này, các bạn nhìn thấy này, nó bạn ấy không có lông đây. Đây tất cả đều là sợi mà mình đi và cho bạn ấy. Đây chỉ có vài cọng xíu xíu ở đây thôi, tí tí đây, không đáng kể. Đó, thì sau khi mà hoàn thành cặp lông mày này như thế này, trong quá trình làm em có thấy đau không? Em không thấy đau. Em làm thấy đẹp hơn bao nhiêu. Tức là bây giờ cái cảm xúc của em khi mình nhận cặp lông mày mới như thế nào? Trước tiên thì em cảm ơn DK và các anh chị ở đây rất là nhiệt tình, tư vấn cũng nhiệt tình, làm cũng rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Và hy vọng là sau khi mà em có một cặp lông mày mới rất là xinh và rất là hợp mặt như thế này, bong ra nó sẽ rất là tự nhiên, và em quay lại kiểm tra nếu cần chị sẽ chỉnh sửa thêm hoặc là thêm sợi cho em nhá. Mong rằng sẽ được gặp lại Thanh, và Thanh sẽ giới thiệu nhiều bạn bè cho DK nhá. Em chúc DK có thật nhiều khách. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là dễ thương. Thank you em nhá. Bye bye. Em và mọi người.